con xin tự giới thiệu, con tên là Lão Hoàng Quang Huy, con đến từ Phú Giáo, Bình Dương và hiện tại con 21 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của con là đàn dân công văn nghệ ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương á. À, đoàn dân công. Thường thường làm diễn cái tiểu phẩm thế nào? Dạng vai bi hay là vai hài? Dạ phải, em là diễn viên múa trong đàn dân công. À, là em múa hả? Rồi vô trọng rồi mình múa có hát rồi gì hả? Dạ. Rồi em múa rồi có biết ca không? Dạ con biết ca. Hát dẫn cho tôi một câu cho lấy không khí coi. Rồi, vô. Có chất nha, hay đó. Có chất quá trời luôn, nhiều thứ trong người em. Vậy à, quả kiwi. Ăn rồi. Quả cherry. Trời ơi, bình thường. Quả nho Mỹ. Ha, ăn rồi luôn rồi. Vậy chú chắc chắn với cháu có một loại quả này cháu chưa ăn. Quả gì? Quả báo rồi cháu. Thôi mà cháu xin lỗi bà chú. Thôi đi. Lần sau bán hàng nhớ tập trung cho nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Chú đừng tới nhà ủng hộ con nha. Chào em. Dạ em chào. Giới thiệu bản thân mình đi nào. Em tên là Lê Minh Tâm. Hiện tại là em là nhân viên văn phòng. Tổng đại viên. À, tổng đại viên. Rồi bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng. Trời ơi, chết rồi. Đầu con Hạnh nó có chí. Mà cái tính của mình nhiều chuyện nữa chứ. Không được, không được, không được rồi. Dặn lòng. Không nói, không nói, không nói, không nói, không nói. Diễm. Hả? Không có gì đâu. Con Hạnh nó. Hả? Con Hạnh nó mình nó sao? Đầu nó có chí. Trời. Trời đất ơi, con gái con lứa gì đâu ở dơ như quỷ nè. Đâu chứ cậu hả? Biết thì để trong bụng, đừng bao giờ đào sâu vô chuyện của người khác nghe chưa. Đón xem tập 22 21 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.